Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhà Vui. Trước mặt chúng ta đây là một cái căn biệt thự rất đẹp, có vị trí ở vị trí trung tâm của quận Hoàng Mai. Ngôi biệt thự này được một chủ đầu tư thuộc về một thương hiệu thời trang thuê mặt bằng để tiến hành bán quần áo. Team Nhà Vui sẽ thực hiện cải tạo, nâng cấp cái công trình này để sử dụng vào mục đích kinh doanh thời trang. Xin mời mọi người cùng đón xem series này. Mở đầu series về cải tạo cái công trình này, đó là hạng mục thi công phần móng. Ngôi biệt thự này có một cái kiến trúc chính, đó là cái tòa biệt thự và xung quanh có cái hành lang. Và phía trước là một khu sân nhỏ, chủ đầu tư thuê mới muốn sử dụng hết các không gian này để làm mặt bằng kinh doanh. Do đó sẽ tiến hành bổ sung thêm một số cái móng ở bên cạnh để tiến hành làm khung nhà thép kết hợp với phần sàn nhẹ để làm thêm ba cái sàn ở phía trước liên kết cùng cốt với sàn của cái ngôi nhà hiện tại, mục đích là để mở rộng mặt bằng thi công. Một lợi thế là ở công trình này chúng ta có thể sử dụng được cái máy để thi công phần nào móng móng, tuy nó hơi hẹp một chút nhưng vẫn sử dụng được máy. Việc có cơ giới thi công nó sẽ làm nhanh tiến độ lên rất nhiều. Với việc mở rộng thêm ba cái sàn này, team của Nhà Vui sẽ thực hiện nó trong vòng 15 ngày, nhưng mà thành ba cái sàn. Việc đầu tiên đó là việc đào móng thi công. Móng chỉ sử dụng là móng đơn thôi. Công trình có 11 cái móng này. Trên móng sẽ là hệ thống cột thép và sử dụng sàn nhẹ dạng xem bót, và vách là sử dụng vách bê tông xốp. Tất cả đều được thi công lắp ghép rất là nhanh để đảm bảo cho chủ đầu tư có thể khai trương công trình đúng như kế hoạch. Móng cốc thì thi công có dạng đơn giản là đào một móng đơn, sau đó tiến hành đổ bê tông cốt thép. Móng đã được đào xong, thép thì được đan theo phên. Chúng ta sẽ đổ bê tông hết cái hố đào này, nó không có quá nhiều bê tông, do đó sẽ được đổ hết cái khu vực này. Ở khu vực này có một cái phần bể nước ngầm, do đó móng không thể sử dụng bên trong này được. Chúng ta sẽ mở rộng khu móng bằng cách đào theo băng dài. Trước mặt chúng ta kia là cái dưỡng bu lông. Mặt bằng khá chật chội, do đó việc tiến hành thi công sẽ rất nhanh. Bê tông đã được đổ và bu lông neo đã được đặt vào vị trí theo thiết kế. Bu lông neo được đặt theo dưỡng. Cái dưỡng này sẽ định vị các cái khoảng cách giữa các tim bu lông theo đúng với mã của chân cột thép. Bu lông được đặt cùng với trong quá trình đổ bê tông móng. Cái móng đơn này đã được thi công xong, phải đợi ít hôm để bê tông đạt cái cơ độ nhất định, khi đó phần cột thép mới được đưa vào thi công. Mọi người nhớ đăng ký kênh để chúng ta cùng theo dõi cả series thi công cải tạo cái công trình này. Nên nhớ là phần tiến độ mà Nhà Vui thực hiện chỉ là 15 ngày.